Tôi không phải nói mình đó, mà thực tế là như vậy. Dạ, tôi không biết luôn mà tôi là coi dạ, cậu không biết luôn. Giờ phía là tôi điện thoại là tôi biết cái bắt đầu chuẩn bị là sáng thế nào cũng có vấn đề tiền bạc. Dạ. Tiền bạc thì coi như bây giờ là gia đình nó nghèo, đó đang khó khăn vì tiền bạc. Dạ. Mà bây giờ ai giờ? Thôi, mình đúng rồi, phải có một người đứng ra đứng để ra, đứng sang tặng hô. Đi mua này đưa kia phải dạ, đưa tiền ta chứ. Với lại còn cái chuyện mà tài trợ xa vừa đâu mà anh ấy đứng hồi nãy giờ hồi nãy giờ đứng ngay cái con gì ngay cái kia trời quý vị à nãy giờ ngồi trò chuyện mà đứng ngay luôn trời ơi phải đứng cảnh á trên đây là cây dừa đó quý vị rồi cây dừa khô nó đụng một cái lủng cái đầu nãy giờ may luôn cô nhắc đi biết được cái gì hên xui đâu nè nó khô lắm rồi bây giờ cậu bỏ đứng xa xa này chứ cô nói mà biết biết được con cái nó nói nhiều ổng vợ đi cho đào lá khô mà vừa nó rớt một cái bể đầu rồi á nó giỡn. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Nó trái mà cái cây mù u tuốt trên đó với cây dừa mà nó héo quay khô lá luôn vậy nè, tới nào đang xanh trái cái hơi sức nóng cái hơi nóng dạ. Nó bốc lên cao chứ đừng có nói hụ ai lại gần nhà phú nó cháy rực lên rồi. Dạ. Chúng làm bữa giờ thì cũng được bà con giúp đỡ nhiều là không chú? Dạ, chắc nhiều quá. Ở trong nước, ngoài nước cũng nhiều lắm á. Dạ. Là chỉ gia đình ở dưới. Nhưng mà chú là không biết được, không có dự mà mình giúp đỡ được nhiều tiền á, thì mình cảm thấy mình vui. Nhưng mà vui vui vậy thôi, chứ thực sự trong lòng thì còn rất là... Nói chung là 6 người mất thì nó chính quyền địa phương người ta chỉ xây cất lại căn nhà thì gọi là cũng rất là sơ sơ, chứ còn nhà tình thương mà đâu có phải là nhà kiên cố được. Cái thứ hai là giờ vật dụng trong gia đình bây giờ phải sắm sửa lại hoàn toàn, xe cộ đi lại bây giờ cũng không có. Dạ, phải mua lại, quan trọng nhất là chiếc xe thôi, chiếc xe là cái chân mà xe... ở Sài Gòn mình mà không có xe không có chân đi là thôi thua chịu. Sài Gòn phải có cái chiếc xe dạ. Để trước mắt thì cũng được bà con cô bác thì nhà nước người ta giúp đỡ thì cũng phải tranh thủ mua chiếc xe để có phương tiện đi lại thì đó. Nghe được những lời mà chia sẻ của cậu đây thì bà con cô bác thì nghe được vấn đề đó cũng rất là ấm lòng đấy. Thì cái trước mắt nữa thì lo để lo cái tinh thần của chú Tâm thôi, nhiều khi sợ chú Tâm nghĩ uẩn thì chú cậu có sợ điều đó không? Thì đó sợ chứ, nghĩ uẩn ở trên bệnh viện là công an theo đó mấy ngày luôn, sợ nó nhảy đầu. Dạ, nghĩ uẩn bởi vì thằng con mình thì nuôi hai thằng công an 24/24. Dạ. Sợ ảnh buồn ảnh tự giận gì không. Dạ. Thì con cũng lo lo mà qua lớn đó thì cái chuyện tâm lý đúng như vậy thôi. Dạ. Ai cũng lo vấn đề đó. Ngày một hai hôm đầu á tâm lý mình nó hoảng loạn đúng không? Hoảng loạn đó. Nhiều khi á mình nghĩ quẩn á mình sẽ không hiểu cái hậu quả sau này đâu đó. Mình cũng sợ bây giờ thấy tinh thần của chú cũng đỡ rồi mừng điều tốt đó. Rồi như những ngày qua thì bên phía cơ quan chức năng người ta đã thông báo với gia đình gọi là cái luận về nguyên nhân xảy ra đám cháy là thế nào chứ chú? Không, cái đó là chưa, mình không có nắm được cái nguyên nhân. Cái kết luận thì bên nhà nước thì cũng chưa báo nha gia đình. Đâu, khoảng 3 tháng sau, tại vì hôm bữa thấy ở trên công an thành phố nó còn xuống đây nó lấy cái tro đó, dạ. Cái tro cháy để về coi như nó còn phải xem xét lại, nó phân tích ra từng ly từng tí nguyên do nào, đúng không? Nó ai biết sao phải có lửa nó mới cháy được chứ, xăng xăng chứ nhà nào không có xe là không có xăng. Cái nguyên do mà bén lửa là cái quan trọng. Lửa từ đâu? Cái nguồn lửa là từ đâu mới là cái tàn nhang hay là hút thuốc hay là cái gì đó? Đó, phân tích sao nghiên cứu sao lâu lắm chứ đâu phải chuyện bây giờ kết luận thì vẫn chưa có đúng không? Có tại hôm bữa vợ cậu biết không là bà con cô bác á sự cái câu chuyện này á nhiều chiều quan tâm lắm và bà con cô bác cũng hỏi trên kênh của con rất là nhiều, không phải riêng trên kênh của con đâu mà thậm chí tất cả các bài báo hoặc là tất cả các anh em trong ekip đều hỏi những cái vấn đề đó là xem hoài luôn. Khán giả cái đó ủa xem hoài luôn mà tại sao cũng chưa biết nguyên nhân mà Huy Phút ơi, Huy Phút đến để chia sẻ với nhà hỏi nhiều nhà cũng như là anh Tâm với nhà cậu đây hỏi thứ coi
có biết nguyên nhân vì sao mà cháy nhà chưa? Mọi người rất là hốc vấn đề đó chú à. Hôm không. Nay thì con gặp lại đây chú thì anh Tâm cũng hỏi lại xin lỗi thì anh chúng có hỏi chú là nguyên nhân à, thực sự chưa biết thì chú chưa biết. Cái nguyên nhân là mình biết cái kết luận của công an thì biết là mấy tháng sau muốn cho biết cái nguyên nhân những cái tìm hiểu ban đầu của cơ quan chức năng là không có cái liên quan đến hình sự, tức là mâu thuẫn gia đình cũng như là mâu thuẫn với những người ngoài đó, không, nó không có những nguyên nhân đó thì người ta cũng đơn giản hơn rồi chứ không có phải phức tạp đơn giản hơn. Với lại một phần nữa chú cho con hỏi thăm luôn nhé, là riêng bản thân con cũng như là bà con cô bác thì họ ai cũng muốn biết được cái thông tin vì sao cháy nhà, thì phía bên ý kiến của chú cũng như là bản thân của chú là chú có muốn biết được cái thông tin chính xác là như thế nào, là tại sao cháy nhà đó. Thông tin là chính xác không chú... không ý là con á, để chú dự đoán á, mình dự đoán thì cũng chưa có biết dự đoán như thế nào. Nhiều khi á mình thấy như cái những cái trường hợp như nhà nó là thợ điện nhưng mà nó xài toàn là đồ cũ không à, đồ cũ không đó, đồ cũ rồi xe đồ cũng mua đồ bốn chiếc xe với xe nào xe nấy là cũng cũ không à, mua có mấy triệu một chiếc thôi. Kinh tế không có nên là tuy là nhìn thấy thì có máy lạnh thật bảo là khó khăn nhưng có máy lạnh, nhưng đúng là cũng cái ngành nghề mà cái công việc điện máy dụng, lạnh đó cái chứ máy lạnh hư để vậy cho cái dạng gì chứ đâu có chạy đâu. Ủa cái máy lạnh này là cái lạnh hư à, ủa, nó đem gì người ta cho nó đem gì nó gắn chú nói chạy cái đâu. Này là giống như là chia đầu ghe bắt thịt chó chú hả? Là anh Tâm anh ấy làm về điện dân dụng nên là cái đó thì cũng dễ kiếm mà đồ cũ đó, thiếu gì là nó đem đấy lạnh mà 45,000 sợ gì người ta hư lên người ta cho là khổ nó thấy nó hàm nó mua về đâu xài được, xe này cũng mua góp 4,000,000 mà trả 500 thôi xe người ta chắc cháy người ta cho luôn trả 500 là một tháng thì hứa trả 55,000 giờ chết tao cho luôn. Vậy thôi. Nhỏ mà 25 tuổi á. Con gái. Nhỏ mà có đứa gái 7 tuổi đó, dạ. Cháu á. Mua cái xe trả góp là nó mua cái xe người ta thấy khổ quá tao bán 4,000,000 nhưng mà mới đưa 500 thôi là đưa này trả nữa chết luôn. Đưa tao cho luôn. Bây giờ cho xe tao cũng mua luôn. Cái xe cháy quá trời. Tháng này cái lần tháng nó ham lắm. Muốn đi làm muốn xe. Mà cứ sửa hoài, sửa mà thiếu tiền sửa không trả nó chứ. Thế từ xe không trả anh ta là ta cũng đòi mấy ngày trả hết rồi rồi mới chết á, cái xe hết 900+ mà không có tiền trả 2-3 lần mới đi á. Có nhiều cái gì kỳ chung là khổ tay khổ ghê, càng đi sâu vào cái câu chuyện hiểu được cái nỗi khổ ban đầu á. Lúc đầu á vô đây ghi hình nè, nhìn cái bên hông thì thấy nhà nó cũng có máy lạnh đầy đủ thì cũng tưởng là bên trong cũng mát mẻ, ai ngờ cái máy lạnh là sát trong hồn sao. Trời ơi, nếu mà nói chuyện theo kiểu mà bên chợ búa ngoài thì nó là treo đầu dây bắt thịt chó. Đúng rồi, vậy đó. Phải nói luôn mấy vậy mấy ông thành phố xuống hỏi máy này sao máy này mấy đâu có gắn vậy chứ có chạy đâu. Nhưng mà cái máy kia máy là có mua góp tự gì đó, vợ nói gắn cho em bé mới gắn đó. Dạ. Mua trả góp sau đó mình cũng rành nóng quá chứ. Mà tháng nóng quá. Dạ. Nhóc là 2 tháng mấy lúc đầu ướt mình đó. Dạ. Cô qua cô ẩn á, cô mẹ nó có me mồ hôi vậy nè. Cô nói con góp đi, mấy bà Năm dẫn con đi mua góp trả mỗi tháng bao nhiêu. Cái nó nói để con đi mua là không biết trả góp hay không thì con không rõ. Chẳng đi thôi, còn vợ chồng nó tính toán làm gì làm. Dạ. Mới mua chừng tháng là... Đó là cái gì đó? Máy lạnh á. Cái máy lạnh. Cô thấy lúc nào nhỏ cũng nóng cái lưng, ướt mềm mềm mồ hôi. Hai đứa mày. Hai đứa rồi. Thấy thương lắm. Cái kia là không có chạy. Cái kia là bỏ lâu rồi. Mua cái 500 ngàn xài được cái gì? Trời mới biết được luôn, cái máy lạnh đây là cái máy lạnh. Nó nghĩ máy lạnh đồ dữ không có, gắn chơi vậy đó. Còn lại có cái máy lạnh mới hơn đó thì là hai vợ chồng con trai của anh Tâm. Đúng, tại vì bà xã bị mua đi, mua trả góp gì bà dắt đi mua. Dạ. Để cho em bé đó, 2 tháng tuổi đó, chứ mình mấy nó đổ mồ hôi hoài trong phòng kính mà. Dạ. Quạt cũng nóng chứ đâu, nóng mình không có máy lạnh mình phải quạt nóng, càng nóng nữa đó. Này là nóng lắm. Đó nó nực quá đi. Mới mua mấy bữa mới mua mấy bữa luôn đây. Mấy bữa
mới mua mấy bữa luôn, mới mua được mấy ngày, còn một cái treo để có, còn một cái thì mua được mấy bữa, còn lại xe được. Thì cũng mới xe của con gái anh Tâm thì mới mua được xe cũng mới mua luôn, mới mua xe mua 500 ngàn, trả được 500 ngàn, 4 triệu trả được 500 ngàn, 4 triệu trả được 500 ngàn, bây giờ hết 900, hết 900, còn thiếu tiền sửa xe, nghe như trong một bộ phim vậy quý vị. Điều đó nghe là mình thấy được là nghe cũng chia sẻ đám cháy lớn của nào vui thì bà con thứ vẫn còn chưa dọn xong cả nhà. Đây là bên hông ngôi nhà này cả nhà, để em quay đi một vòng cho cả nhà cùng xem nha. Đây là căn phòng mà nơi bé 2 tháng tuổi cùng mẹ mất ở đây cả nhà. Thì theo em được biết thì từ khi mà anh Tâm xuất viện thì anh Tâm ở nhà của ba mẹ vợ, và trong cái thời gian này thì có chính quyền địa phương cũng như là đang hỗ trợ để xây lại căn nhà cho anh, và khi mà căn nhà xong thì anh sẽ quay về đây và ở lại căn nhà này nha cả nhà. Đây hiện tại thì em thấy vật tư cũng đang chuyển về đây để chuẩn bị cho ngày khởi công xây lại căn nhà cả nhà. Để em quay lại cái không gian bếp cho cả nhà xem nha. Mọi thứ thì vẫn còn y nguyên chứ không có thay đổi gì hết cả nhà. Bên tay trái cả nhà đó là căn phòng mà nơi mà chị Loan cùng hai người nữa đã mất, còn bên đây là bé 2 tháng tuổi và mẹ cả nhà. Thank you.